người Hung người ta rất là tốt, người ta cảm phục mình ấy, thì tao nó nói là tao có cái dòng dòng ấy ban ôn đấy, hay là coi như là rất là tốt và to con, cũng là nó chọn trọng cái đi lên nó ra cái dòng của xin sản danh của to con ấy. Đấy là hay là vì tao tặng cho mày là 50 con, mình mang được 50 con thỏ đó của Việt Nam. Nhưng mà từ khi mình nhập về thì thấy chứng thỏ ban ôn ấy, thì cái ông ở trong bộ ông bảo chết rồi, ông đập như lên sao rồi đập ban ôn, thế là coi như là bị phạt, làm không đúng mà là bị phạt đấy. Thế sang mình manh quá thì anh nghĩ tôi là không, cái ban ôn là một cái dạng của như lên, nó cũng là như lên đấy. Thế giữ như thế là coi như là báo cáo cái anh là giữ rất là khó khăn nó mới sau này. Nhưng mà giữ như thế thì coi như là cái khi mà thỏ thì có cái chân thỏ coi như là mãi với thỏ, tức là thỏ to có 5 cân ở chùa về bên này. Nó cứ dưới đạch nó chết tới 6-7 con chàng. Báo cáo với ngài như thế, đấy những cái khó khăn như thế. Thế là không dân làm sao được, tức là coi như là chúng tôi coi như là sách tay hai con thỏ nặng có như 4-5 cân này về trung tâm tiểu bán thú y. Trung tâm tiểu bán thú y nó hỏi là cái thằng cháu nó hỏi là bắt cái bán tay đấy thì không thể tạo con thỏ này nó phải chết thôi. Thế là coi như là mình tra trong sách ấy thì nó có cái bài mà thằng thằng nó bác sĩ cho nó. Thì chính là trung tâm chẩn đoán thú y làm ra được vắc xin bài huyết thỏ cho Việt Nam. Và sau đó ta có cái vắc xin bài huyết thỏ và cho đến bây giờ vẫn sử dụng. Đấy cái viêm mắt tư là chữa ghẻ thôi cho đến bây giờ vẫn sử dụng. Thế sau này thì coi như là còn cộng trùng này còn tất cả các thứ khác thì là sau này thì là coi như là chúng tôi đã dành cái quy trình. Và như thế là coi như thỏ coi như là dần dần ổn định dần dần phát triển lên. Và phát triển mãi mãi sau này thì nước mình cũng không quan tâm nhiều đến con thỏ. Con thỏ là không có cái danh mục thống kê con gia súc trong cái danh mục thống kê của nông nghiệp của nhà nước mình. Nhưng mà sau này thì coi như báo cáo cái gì là coi như là đến năm 96 thì là coi như ông Nhật ông sang Việt Nam, ông mới làm cái thuốc cho người được con thỏ, tức là ngày trước cái bệnh này là khắp thế giới thì là Nhật lấy cái Ebola đó, bác sĩ là cái virus Ebola tiêm vào 12 con gia súc thì thấy con thỏ và con ngựa nó chống lại không chết. Thì Nhật là ông đã kêu thương chiết xuất ra được cái chất kháng từ con thỏ mà tiêm thuốc như thế thành cái thuốc cho người. Và cái thuốc đó bây giờ bán rất là đắt, như là không có mà bán. Thì Nhật cho như là Trung Quốc